Ê, vừa lái xe vừa nhắm mắt anh là người đầu tiên đó. Đâu có ngủ đâu. Anh biết là bao lâu rồi anh chưa đi điều tra không hả? Không có lâu lắm, 3 năm 7 tháng 28 ngày rồi. Sư phụ cho biết nếu mà tôi làm việc trong vòng 3 năm 08 tháng thì tôi nhất định gặp kiếp đào hoa đó. Giỏi vậy đi coi bói đi. Nè, kính trọng sư phụ cho một chút nha. Sư phụ kính trọng, thư ký khỏi trọng hay sao hả? Chửi hoài. Anh làm trinh thám từ đó, tưởng là tân mã sư tăng hả? Cầm cái gậy đâu kiếm đèn hát bài là có thể kiếm tiền được sao? Ăn nói gì kỳ vậy, lựa thằng nào đẹp trai một chút so sánh với tôi hết người rồi sao chứ hả? Nói thì dài dòng lắm, nhưng mà chừng nào mới lựa được thằng giống như tôi chứ? Đẹp trai hào hoa phong nhã, con gái thấy là mê liền. Ê, đừng có nói nhiều nữa, để tôi ngủ chút xíu đi. Ông Đàm à, ông làm ơn giúp tôi tìm lại con gái của tôi. Hai mẹ con của tôi sống chết bên nhau, gần đây cứ đánh bài thua hoài à, còn cá ngựa ngựa chạy không nổi. Thím Thuận à, thím đừng có làm vậy nữa. Lúc nãy thím nói con gái của thím có quen thằng bạn trai ở khu đầu bò, có phải vậy không? Đúng vậy, có một lần ở ngoài đường tôi nhìn thấy đám lưu manh từng đứa hùng nó đó. Thím an tâm đi, những chuyện như vậy nhất định sẽ lo giùm cho thím. Thím ăn đồ trước đi hả? Joe, đợi ngay. Thế chào. Gọi ngay lập tức, nói cho Mã Dương Đức biết tất cả chuyện này nha. Mua cái đồ thứ 3 số 204 phải không vậy? Không phải đâu, kiếm con của bà đó. Cũng vậy thôi, nhưng mà mua đồ thứ 3 số 204 mà trúng chắc mà, bảo đảm. Ờ, con gái của tôi đi hiếp càng đầu. Tôi mua cho ha. Đi cái ngựa trước nha hả? Ờ, à, đi. Ừ, cái ông này ông chịu chơi ghê nha. Ê, sai mà anh chịu chơi thiệt á. Ăn đồ hay hỏi việc? Ăn đồ. Bên kia. Ăn đồ hay hỏi việc? Ăn đồ. Bên kia. Hỏi việc hay làm việc? Nhưng mà dấu giày cảnh sát phát hiện được ở hiện trường, cùng với đôi giày mà thân chủ của tôi mang lúc bị bắt. Đôi giày đó cùng một cỡ và cùng một kiểu. Bằng cớ như vậy, tôi có cách nào biện hộ cho anh ta đây? Ông chỉ tin là vô tội, còn tôi có thể chứng minh ông ta là vô tội. Tôi đã hỏi đài khí tượng, ngày xảy ra vụ án trời đổ mưa, cảnh sát có phát hiện dấu giày, nhưng ngôi ngoài hôm sau họ mới tới lấy thạch cao để lấy dấu giày đó. Ngày hôm đó trời nắng chang chang, đất khô ráo. Khi mà đất đã bị khô, ít ra cũng rút lại cả nửa inch. Không lẽ như vậy ông cũng không hiểu sao chứ? Ừ, cái gì mà dữ vậy? Nhẹ tay. À, chúng tôi không có tiền ăn cơm. Hôm nay đến đây ăn chay tôi không có làm phiền tới ông Đàm đâu. Ờ, à, mời. Đi. Cô à, hôm nay tôi mang tiền không đủ. Cái đồng hồ này cầm đỡ nha. Đưa tôi xem. Ờ, đồng hồ đằng bà mà. Cô nhìn kỹ tôi nè, cái mặt của tôi đeo đồng hồ đằng bà. Không được hả? Ờ, được. Hả? Ông Tân hả? Mời ông ngồi. À, mời. À, ông à, đừng có gọi tôi như vậy mà. Cứ gọi tôi là ông Đàm thì được rồi. Ai gọi vậy đâu chứ. Lần trước đó, ông dạy tôi dùng thuốc tẩy, phản ứng của khán giả rất là hay. Đừng có đánh nữa mà. Coi mày giúp tiền của tao nữa hay không hả? Không dám đâu, từ nay tôi không dám tìm NG nữa đâu, tôi không dám đâu. Còn nhớ tên cô ta, tức là mày chưa chết. Chết rồi, ông mà đánh tôi nữa tôi chết chắc đó. Từ nay em không dám quen với mấy thằng lưu manh bậy bạ nữa đâu. Ngoan lắm. Chừng nào anh có rảnh gọi cho em nha. Nè, nếu em thêm ông nào cũng được 100 điểm thì anh sẽ mời mẹ em và em đi ăn cơm được không? Dạ được, anh gọi em được rồi, khỏi cần gọi má của em nha. Được rồi, bye bye. Nhớ đây nha Hùng, nhớ nha. Ê, hey, ngồi đi. Được. Cảm ơn anh nhiều nha anh Đức. Đâu gì đâu. Nếu mà năm xưa anh không buộc tôi bỏ thuốc đi làm nghề mặt rồ, làm sao mà tôi nổi tiếng trong cái giới ăn chơi chứ hả? Nè, hả? Có dụ dỗ gái nhà lành hay không? Không, tuyệt đối là không. Tất cả các cô ấy đều là tự nguyện cả. Cô nào cũng trên 18 tuổi mà. Ồ, vậy hả? Tôi không nói chuyện với anh nữa đâu. Cô phải đi coi mặt hàng của tôi. Đi nha, bye bye. Bye bye, cảm ơn nha. Được. Tính tiền đi. Dạ thưa ông. Ê, làm cái gì vậy? Đầu bếp. Tại sao làm đầu bếp? Người này cũng mời, người kia cũng mời. Nếu mà không làm đầu bếp, lấy gì trả đây hả? Ê, cái gì? Bao lâu rồi? 3-4 tiếng rồi. Sao kỳ vậy, không chịu nói trước chứ? Nói trước làm gì đây? Hãy đi theo tôi đi. Nếu mà sư phụ của tôi có chuyện gì thì anh sẽ biết tay của tôi đó. Ủa, xe đâu rồi? Kìa. Ủa, tại sao lại đổi chiếc xe này? Xe nào cũng được mà, có xe chạy được rồi. Thì người nào chặn đường vậy hả? Quá là ông hả? Bây giờ tôi thưa ông về cái tội chạy quá tốc độ. Quá tốc độ trên đường dốc. Nè, nó làm gì vậy? Hey, tại sao đẹp xe tao? Em cứ đừng có nói nhiều, theo tao về sở cảnh sát. Cầm đi. Tay.
tôi không. Ê da, sao bất cẩn như vậy, một mình khóa một mình hả? Không sao đâu, tao có chìa khóa đây nè. Đưa đây, anh Angel à, tôi đi gặp sư phụ anh đó đây giùm tôi nha. Được, tôi lo. Chờ chút nha. Một tầm người. Chờ chút mà. Thêm một găng tay, à, để đây. Nè 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 nè. Không có đủ dài, còn thiếu kinh nữa. Ông bạn à, xin lỗi nha. Nè, ông làm nghỉ ơi nha. Lão già, dám không trả tiền bảo vệ hả? Tao cho mày 15 phút để mày kêu người tới giúp. Bây giờ đã 3 tiếng đồng hồ rồi, người của mày đâu? Sắp tới rồi. Tụi nó là ai? Trần Kiết Tư. Thật không? Thật đó. Cho anh 100 năm kinh nghiệm. Nổi tiếng ghê lắm. Nhưng mà ngày xưa thôi. Bây giờ thì còn có 3 tên quỷ già này. Tổng cộng mấy trăm tuổi. Con ngựa này là kẻ nhất. Thằng già kia, tới giờ rồi, chịu chết đi. Thằng nào không biết tao vậy? Thằng nào nguyền rủa sư phụ tao? Đại ca, kêu anh em nhào vô đi. Đại ca, chúng ta nhiều đàn em tới vậy sao? Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Làm gì vậy? Chỉ là gọi điện thoại thôi mà. Tôi chỉ năn nỉ mọi người một điều. Hy vọng mọi người khỏi cần giúp đỡ. Mày nói đó nha, ra làm ăn phải giữ lời hứa. Mày đừng kêu tôi nó giúp mày nha. Thằng chó chết, tại sao mày nói như vậy chứ? Mình tao lo cho mày không nổi hay sao? Mấy chục người thôi, một mình tao chém chết hết. Xin lỗi, bạn tên họ là gì? Mày tên gì? Tôi tên Đàm Simon. Hiệp Thánh Đàm Simon. Tao là sư phụ của nó. Hiệp Thánh Đàm Simon, tao là Biêu Khùng đây nè. Sư phụ, để cho tôi. Anh Biêu à, tôi nghĩ rằng dĩ hòa dĩ quý đi. Thôi vậy nha. Thôi thì để tôi rót ly trà xin lỗi giùm cho các ông già này cũng được. Hay là cho anh bớt sợ cũng được. Nè. Được. Rót ra. Đại ca, dạo này ngớ hơi nhiều, uống trà đậm một chút đi. Bảo đảm uống vô hết chỗ nói nè. Nè, uống đi. Uống đi chứ. Nắm quả đấm lại, bộ dạng hay sao? Hả? Làm Lý Tiêu Long hay là Hoàng Phi Hùng đây? Mày, đừng có làm bậy nha. Gây già cay quá. Cho tao tỉnh một đoạn nha. Lẹ lắm. Như là xe điện vậy. Tình thánh Miêu Khùng ta, từ lúc ra đời tới giờ lang thang giang hồ mấy chục năm. Hôm nay được quý đại hiệp tha thứ, tôi sẽ tu tâm dưỡng tánh đó mà. Ê, mày đã đi mấy chục năm rồi, bây giờ có xe lửa ngầm để mà đi. Vậy thì cần gì đi nữa chứ. Phải rồi, ông bạn này nói rất là đúng. Được rồi, đi mau đi. Quân tử hữu tâm lập. Lập tức, lập hành, lập ngôn. Còn ngũ đạo thì sao? Chánh tâm tu thân, tề gia, trị nước bình thiên hạ. Simon, em chưa quên lời dạy của sư phụ phải không? Không. Dạ, dạ đi tử kiểu gì vậy hả? 3 năm lại 8 tháng mà đến giặc hay sao đây? Không có tiền làm sao sống được chứ? Người già mê tín lẩm cẩm thiệt lợi. Ây dạ. Tiểu tử kia, không biết tức là mê, còn ta biết tức là tin. Không phải sư phụ chỉ, nhưng còn rất nhiều người già vô nương tựa cần sư phụ phải tiếp. Bây giờ em gặp phải giả xoa Đào Hoa Dẫn. Nếu mà nhận mối làm ăn sẽ bị đào hoa kiếp đó. Còn sư phụ đây sẽ bị tai nạn khuyết quan. Sư phụ à, an tâm đi. Chỉ còn 2 ngày nữa là chuyển số rồi. 2 ngày tới chết cũng không nhận mối. Không được hả? Tôi nhận cho anh cứu rồi, là bạc triệu đó, tiền cũng nhận luôn. Cái gì? Trời. Ê sư phụ à, sư phụ không sao chứ hả? Vậy mà nói là thanh cao, nghe tới bạc triệu rồi choáng gió mặt mày rồi. Còn nhiều chuyện nữa. Là chuyện người ta. Phải rồi, có chuyện này sư phụ nói cho em biết. Tiền hả? Không có. Không phải,
sư phụ nhắc nhở đừng có dùng tiền bạc đi xài phí, hiểu chưa? Sư phụ à, tôi đã tiết kiệm lắm rồi đó, bộ đồ này chỉ có hơn 2.000 đồng. Ê, cái tiền em tiết kiệm thì phải giao cho thầy mới được. Nè nè nè, đưa thầy 8.000 đi, mấy ông già muốn tổ chức cuộc họp bạn đó. Đưa tiền đây. Bao nhiêu? 8.000. 200 cà phê được rồi. Sư phụ, cầm hết đi. Chuyện gì vậy? Khách hàng chết rồi, chết rồi. Chuyện như thế nào? Lấy 1 triệu bạc rồi. Nè, mày có phải là đàn ông hay không vậy? Phần nữa thôi. Đàn ông quan trọng nhất là cái gì biết không? Đích bự, đẹp trai. Không phải, là tín dụng đó. Tuy rằng ông ta chết nhưng mà còn có vợ nữa chứ bộ. Thân chủ bỗng dưng qua đời nhất định có nguyên nhân đó. Bây giờ chúng ta đi tìm bà ta đi. Ông Đàm à, không biết chồng của tôi mời ông tới đây để làm gì hả? Vấn đề đó tôi cũng muốn hỏi cô đó. Tôi cũng không biết nữa. Ông đánh điện tính cho tôi thì tôi lập tức trở về đây ngay. Chồng của cô á, rộng rãi lắm. Còn chưa có nói chúng tôi biết phải làm gì nữa để cho ông tôi 1 triệu bạc rồi. Nhớ kỹ nha, 1 triệu đó. Ê, nhưng mà qua ngày thứ hai đã chết rồi. Wow, tiền cọc không mà 1 triệu à? Mắc quá vậy. Phải đó, quan điểm và giác độ thôi. Chúng tôi là hộ vệ viên, kiên cố vấn pháp luật nữa. Còn phải tốn thời gian 2 ngày của chúng tôi, tổng cộng là 3.800.000 đó. Hả? Cứ không phải. Đó là số tiền chúng tôi thâu của những người giàu không biết xài. Còn với cô có thể bàn lại mà. Anh đó nha, gặp đàn bà là nổi hứng rồi, có nhớ em gì không? Nhớ chứ. Vậy ăn ít một chút có được hay không? Được. Không được, tôi là quản lý, không được đâu. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi muốn các anh không nổi, trả tiền lại cho chúng tôi đi. Không được. Nè, yeah. Vậy có được hay không? Nó là cố vấn pháp luật của cô, còn tôi là cố vấn pháp luật của nó. Hợp đồng là do tôi ký, tôi nói là không được. Và chết chắc. Chúng kế đó. Không mặc quần thì đáng đời. Nổi bậy đó bà. Xin lỗi nha, trả cho cô nè. Nè, cô nhìn kỹ đi, đây là di vật của chồng cô. Nhưng mà nếu như cô chịu hợp tác với cảnh sát, trật tự của xã hội này sẽ khá hơn. Cô biết tôi nói cái gì chứ? Tôi không biết. Trước khi chết chồng cô đã nói gì với cô? Tôi cũng không biết. Thì không biết sao? Lúc mà ông chết tôi đâu có bên cạnh. Cái đêm cuối cùng cô gặp ông ấy đã nói cái gì? Tôi không biết. Gì cũng không biết. Cô không muốn nói phải không? Đêm cuối cùng mà tôi gặp ông, tôi chỉ biết là ông thở hổn hển thôi. Tại sao ông thở hổn hển? Không nói có được không? Tại sao không nói? Là làm tình. Tôi muốn hỏi cô là tôi muốn lo cho cô thôi. Cái chết của chồng cô liên quan tới 100 triệu tiền mặt đó. Cái vụ này đây, tôi đã theo 3 năm 8 tháng rồi. Chắc chắn 5 phần thắng. Lúc này ông moi ra là muốn giật công của tôi sao? Lợi hại. Cũng không có điều tra trong 3 năm 8 tháng, không ngờ vừa trở ra lại gặp anh nữa. Thiệt là có duyên. Chúng ta không phải là có duyên mà là có ân quán. Giữa hai chúng ta sau khi tốt nghiệp tôi đã làm cảnh sát, còn anh á thì đi làm trên tháng 4. Những cái vụ mà tôi điều tra lúc nào anh cũng nhúng tay vào hết. Bộ tính kiếm chuyện với tôi hả? Ê, tôi nghĩ chắc tôi không có thời gian nói với anh đâu. Nè, về đi, cầm lấy thu vô đây rồi gửi cùng anh cho tôi nha. Tôi cảnh cáo anh, cái vụ này anh đừng nhúng tay vô nữa. Tôi cảnh cáo anh Đàm Sĩ Bên, anh làm ơn đừng có nhúng tay vô cái vụ này nữa, nghe chưa? Bằng không thì tôi sẽ đi kiếm. Tôi nghĩ anh phải suy nghĩ lâu lắm. Suy nghĩ kỹ đi, tôi đi trước nha. Này, tôi chưa nói hết mà. Bye bye. Đàm Sĩ Bên, mày mới đi chậm nửa bước, tao sẽ cho mày chết ngay.
Đàm Simon. Chị à, chồng của chị chết rất sạch sẽ. Chị cũng rất sạch sẽ. Tôi cũng rất sạch sẽ. Hồng Kông, Ma Cao đều sạch sẽ. Tần giới này cũng rất là sạch sẽ. Giáo đường này cũng rất là sạch sẽ. Rất là sạch sẽ. Trắng màu đen, bình tĩnh nha. Chị à, da của chị rất đẹp. Mặt của chị càng đẹp hơn. Với 10 đồng đẹp, 100 đồng càng đẹp hơn, 1.000 càng đẹp hơn. Chúa hãy phù hộ. Chúa giúp anh không có được đâu. Không biết đâu phải bê đê không đây. Có đau không? Đau lắm. Chuyện này tôi nghĩ họ muốn dọa cô thôi, chứ không phải lấy mạng cô đâu. Tôi nghĩ tại vì tiền thôi mà. Ê, theo tôi nghĩ là có liên can tình cảm. Chúng tôi đang bàn công việc nha. Nè, hai người hợp tác với chồng cô quen biết hay không? Tôi và họ không quen. Đồng lõa với nhau. Chúng tôi đang bàn công việc nha. Xin lỗi cô nha. Đi làm việc của tôi nhờ đi. Làm cái gì dữ vậy? Đi mau đi. Còn việc cuộc sống của vợ chồng cô, chúng tôi còn ít manh mối lắm đó. Tôi ít gặp mặt của ông lắm. Tôi chỉ biết là ông làm ăn thôi. Chồng cô làm nghề gì? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà ông rất là thương tôi. Từ nhỏ tôi đã bị bệnh tim và bị bệnh suyễn. Leo cầu thang là thở hổn hển rồi. Mệt hết cả người luôn. Tội nghiệp cô quá hả? Gì? Gặp người đẹp là giúp đỡ mà. Tới đây làm gì vậy? Lấy lại cuốn sổ. Tôi lúc nào cũng quên để lại rất là nhiều đồ lắm. Lấy xong thì đi đi. Qua đây.
Không qua. Tới hay không chứ? Tôi thấy người đàn bà này có gì lạ lạ. Cái mạng của ta khổ ghê lắm. Đừng có nói là tôi không nhắc nhở anh nha. Cô chừng tai nạn đó. Được rồi, đi làm việc đi, tôi biết rồi mà. Cẩn thận nha. Tôi đã nói là nổi cho bọn chúng banh xác. Chính tôi kêu đàn em dọ họ như vậy thôi. Nổi chết bọn chúng không có lợi gì cho chúng ta đâu. Anh đã thay đổi ý định của tôi trước mặt đàn em. Tôi còn mặt mũi gì nữa? Nóng nảy quá làm cái gì chứ. Đêm nay kiếm vài người cảnh cáo tụi nó xem họ như thế nào. Cái đó mới nghe được đó. Hiệp khách tôi không thể đàn bà như vậy. Xem thêm một lần nữa thôi. Ây da, đẹp quá. Ây da, vẫn chưa đủ nữa. Ê, không có gì để coi nữa. Cẩn thận nha. Có chuyện gì? Chậm như rùa mà bắt chước người ta làm sát thủ. Thiệt là. Hãy xem nè. Chồng của tôi làm nghề gì cũng không có nói cho tôi biết. Ngay cả ông làm ăn thế nào tôi cũng không rõ nữa. Lần nào ông để tiền xong là lập tức ra đi. Tôi phải tiết kiệm ăn xài thì mới có thể sống nổi. Ông nói là ông có gia tài cả 100 triệu. Tôi không tin đâu. Nói tới tiền, tiền mai táng và tiền sau này sinh sống tôi còn chưa biết ở đâu. Các người đừng có ép tôi nữa. Mẹ kiếp, đừng có qua mặt tao nữa nha. Qua mặt đại ca thì được, qua mặt tao á, chắc là mày cũng biết chết. Đi lấy dầu, đi lấy dầu, nhanh lên. Giải quyết bao đi. Nè, mau lên. Nhanh lên đi mà, nè, mau lên. Đã nói với mày đừng có nóng nảy. Mày là không có chịu nghe tao. Bây giờ như vậy rồi đó, làm sao đây hả? Cái con mẹ này làm bộ thôi. Đại ca, con nhỏ này nó bị bệnh tim đó, bị bệnh suyễn nữa, có cần đưa đi bệnh viện hay không hả? Không cần hả? Tôi đây có cách. Một, hai, ba. Mẹ kiếp mày, mặt đái thì đái đi, mắt ỉa thì ỉa đi, có cức thì ăn đi. Làm như là có bí mật là tao cắt lưỡi mày bây giờ đó. Xem ra thuốc ở trên mình thằng hộ vệ của bà. Đại ca, lúc nãy em cũng muốn nói cậu đó đó. Mẹ kiếp mày, tại sao không dắt đầu đi vô đây? Dạ. Dậy đi. Ê, sao nói chuyện tức vậy vậy? Ê, ai đá tôi vậy? Ai đó đá hả? Nè, bà chủ của mày có chuyện rồi kìa, còn không đi vô trọng. Đi vô trọng đi. Bà chủ tôi có chuyện hả? Đúng vậy. Ôi dạ, không được. Đau tay quá, tôi đi không có nổi. Đau tay hả? Mẹ kiếp mày xong chưa? Tay nó đau, nó đi không nổi. Bệnh gì mà kệ, kêu nó vô đây đi, lẹ lên. Tôi xin tao bây giờ. Kêu nó đi, Cảm ơn nha. Cảm ơn, bảo vệ. Mình cố lao vậy. Cảm ơn nhiều nha. Ngoan quá. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều lắm nha. Thằng kia, mày cứu tỉnh bà chủ mày lại đi. Nghiêm trọng như vậy rủi chết thì sao chứ? Để tôi gọi điện thoại đi kiếm xe cứu thương. Mẹ kiếp, chờ tao mày. Mày dám cho tao hả? Nè, đừng có nóng nảy nữa. Ông bạn à, tôi lăn lóc giang hồ mấy chục năm, đầu đã sói hết. Nè, bây giờ lần này đây, kể như là giúp tôi cứu cô tỉnh đi hả? Nè, cái bác đầu trọc này nói chuyện nghe được đó, không có như cha nói đâu. Tôi cũng không biết có được hay không. Không được, đừng có trách tôi nha. Để tôi thử coi ha. Bây giờ trò còn giúp nó nữa hả?
tàn thuốc pha trà lọc lại. Ngày xưa đã cứu rất nhiều người. Được, để tôi thử nghe lời thằng Joe xem người đàn bà này xỉu thật hay là xỉu giả, hay là cố tình qua mặt tôi. Nè, nè, nguy rồi, cổ không có tỉnh lại. Tôi phải gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Mày cứu không tỉnh lại hả? Đứng qua một bên đi, tao không tin mày cứu không được. Đưa con dao đây. Đưa đây. Nè, thằng đầu mép, mày muốn làm cái gì? Buông tay ra, thằng đầu trọc. Mày muốn cái gì đây? Tao nói một mày nói hai. Tao nói đông mày nói tây. Bây giờ mày muốn đánh tao hả? Mười mấy năm nay mày tìm cơ hội đánh tao. Hôm nay mày có cơ hội rồi đó. Nói lý lẽ một chút có được hay không? Nếu mà giết chết cổ, chúng ta có lợi lộc gì đây? Chỉ cần tiền thôi mà. Được, tôi hỏi ông, tiền quan trọng hay là anh em quan trọng? Anh em, có phải vậy không? Tại sao trước mặt anh em, anh chơi tôi hả? Anh ngon lành quá ba. Đại ca, chúng tôi là đại ca, chúng tôi cũng mất mặt. Thôi để chúng tôi cho nó một bài học. Đúng rồi. Xem ra tôi phải dùng tuyệt chiêu rồi. Nè, đưa vào đây cho tao. Giảm đến tao hả? Mẹ kiếm giảm đến tao. Giảm đến tao hả? Cho mày chết. Ngồi đi. Mời ngồi. Không ngồi hả thì tôi ngồi. Thiệt là lão chủ thiệt là khó chịu đó nha. Khó quá đi. Nè, để họ đánh cái kiểu này á, chúng ta sẽ tổn thất rất là nhiều tiền đó. Đúng rồi, tổn thất nhiều á. Vậy làm sao đây? Tính đi. Cần tay đi. Là Bích Liên hả? Cần tay đi, đừng có đánh nữa. Là Bích Liên hả? Cần tay đi. 100 triệu hả? Cần tay. Cần tay. 100 triệu hả? Để tôi điều tra cho. Được rồi. Nè, tiền của ai rớt đây? Của tôi. Xin lỗi nha. Quá ra là tiền của tôi rớt đó. Xin lỗi nha. Hai vị đại ca. Xin lỗi một chút nha. Tôi đích thực nhận được tin tức thân chủ trước khi chết thật sự để lại 100 triệu. Nếu mà thật sự của các người, tôi nghĩ bà chủ của chúng tôi nhất định sẽ biết điều trả lại cho các ông hết. Phải rồi. Tại sao phải trả tiền lại cho các người? Nghe tới tiền là tỉnh liền à? Tiền đó là của chồng tôi mà. Tôi là người kế thừa. Tại sao phải trả tiền đó lại cho các ông chứ? Tôi có bằng cớ gì nói tiền đó là của các người? Hai người đó là người xấu. Tại sao giúp họ mà không chịu giúp tôi? Tôi được. Cô nghi quan cho tôi. Chuyện này tôi không lo nữa. Mấy người muốn làm gì thì làm đi. Được, cởi quần nó ra. Nếu như tiền đó thật sự là của mấy người thì để tôi trả lại cho. Cuối cùng đã chịu cúi đầu rồi. Nè, tránh ra. Phải rồi, nếu mà điều tra được là tiền của các ông, nhất định sẽ trả lại cho các ông. Đi thôi. Cầm bóp lại đi. Hết sợ đầu trọc à. Không có tao làm sao mà yên chuyện được chứ, phải không? Nè, lần này tôi đã tìm nhiều cách. Cố gắng rất nhiều mới lấy được tài liệu này ở trong tay cấp trên của tôi đó nha. Em hứa với tôi tới đâu rồi? Lúc nào cũng nóng ruộng gì cả. Thì ghét, tôi muốn điều tra giùm tôi bối cảnh người đàn bà thôi. Được, nhưng mà tôi muốn em tối hôm nay với tôi. À, nhưng mà dạo này tôi bón lắm. Một người bán bạch phiến, một người bán vũ khí, thêm một người giám đốc tài vụ kiếm tiền bậy bạ. Ai mà tin cô ta chứ? Làm cô gái ngây thơ hả? Không bao giờ đâu. Cô ta không phải khờ khạo đâu, mà là cô ta trong trắng đó. Anh có thành kiến gì cổ? Không có. Không có. Còn giám đốc không có nữa. Đương nhiên là không phải rồi. Tôi muốn giúp đỡ cho anh thôi mà. Anh nghĩ coi hai vợ chồng ngày đêm sống với nhau, chuyện gì mà không biết. Nhìn thấy cô ta thông minh lắm, không phải là ngu như vậy đâu. Nè, ông trời rất công bằng. Sắc đẹp và trí tuệ sẽ mãi mãi không bao giờ đi chung đâu. Nhìn cái mặt của anh kìa, biết ngay nhất định là đúng tà rồi đó. Tà gì đây? Tà dâm. Những người đàn bà anh gặp đều là có chồng cả. Ê, thôi được rồi, anh tôi buồn. Như hãy nghe tôi nói. Năm 1988 tháng 7,
anh gặp người đàn bà có chồng. Người đàn bà đó làm lực sĩ Hồng Kông. Kết quả tôi dàn xếp cho anh đánh với nó. Năm 1989, người đàn bà anh quen có chồng bán thịt heo. Thằng giả cầm dao sắp thịt là được anh chạy chính con đường đó, có nhớ không vậy hả? Đồ điên. Nè, đã nói từ nay không có nhắc tới nữa mà. Cho nên tôi mới mướn anh làm thư ký của tôi đó. Nếu mà anh còn gì nữa tôi không biết giúp đỡ anh thế nào đi. Thì tài liệu tôi cũng đã nói rõ với anh rồi. Bà ta gạt người ta 100 triệu đó. Ê, tôi nghĩ là bây giờ dù cô ta biết đi nữa cũng không chịu giao 100 triệu ra đâu. Simon à, em đã tìm được một chìa khóa tủ sắt ở trong hộp tủ rồi. Không biết số tiền kia có trong đó không? Đi coi thử. Xong rồi hả? Có biết chồng em để lại gì cho em không? Cái gì? Hộp xoàn á. Em chưa bao giờ thấy hộp xoàn to như vậy. Anh coi là thật hay là giả? Phải trả lại cho họ thật à? Phải, trả lại cho chủ của nó. Vậy thì phải, đồ của người ta mà hả? Nhưng còn một chút cũng đâu có sao. Cất đi. Em muốn lấy lại một viên để mà phòng thân. Em biết làm vậy là không đúng. Có phải em tham lắm không? Con người ai lại không tham? Nhưng người tốt và người xấu khác biệt ở chỗ người tốt không có làm, chỉ nghĩ thôi. Đưa cho anh. Nếu mà mấy người kia làm dữ quá, anh đừng đưa hộp xoàn lại cho họ nha. Phải cẩn thận đó. Được. Thiệt chết được. Bye bye. Bye bye. Làm cái gì kì vậy? Có làm đúng hay không? Mẹ kiếp, đồ điên cùng. Ông Đạt thật sự là người giữ lời hứa. Không lẽ kêu tôi đứng đây nói chuyện sao hả? Tại sao không nhắc ghế cho ông Đạt ngồi? Pha trà và đưa thuốc. Điều thứ ba bên trái, cảm ơn. Họ Đàm kia, trở mặt làm dữ hả? Rất nhiều người nói như vậy. Có kính phục cũng khỏi cần đứng dậy chào hả? Ế thằng cao mép, Hồng Môn 300 năm nay là một gia đình. Ngày hôm nay có một thanh niên trẻ như vậy đứng ra chủ trì công lý, kể như anh em của chúng tôi an tâm được rồi. Phải không cao mép? Nè mọi người hãy không hỏi đi. Cái ông đầu trọc này thật sự là một người có tu dưỡng đó. Ông tức muốn nổ ngực luôn á. Mà ngoài mặt những người mỉm chi như vậy thật là lợi hại. Ông Đàm, tiền đâu hả? Hai người, giấy căn cước đâu? Hộp xoàn của tôi là thật. Tôi đâu biết hai người có giả mạo hay không. Mày! Làm sao? Không có hả? Hộ chiếu của tôi đâu? Ai lấy của tôi rồi? Ở đây này đại ca. Tránh ra đi! Nè! Nè, ăn cướp dòng là biết liền à. Mặt thỏ mỏ dơi. À, tướng của bác này coi được hơn. Mày nói gì thằng kia? Nói chơi một chút có tiền cũng không lấy nữa hả? Đủ hết rồi, chờ chút. Thử hộp xoàn trước đi. Tự nhiên. Coi kỹ một chút nha. Mau lên đi, có gì không ổn tao thiến tụi bay đó. Thế nào thế nào, thật hay giả?
Không ngờ bán bạch phiến mà dám chơi đồ tốt như vậy. Đồ giả. Đồ giả. Đồ giả. Ơ. Ừ. Không lẽ thằng Trường nói đúng, tôi sẽ chết trong tay người đàn bà này. Hộp sò này là hộp sò giả. Đúng vậy, đây là đồ giả. Còn có ngựa này là đồ thật. Không có đồ giả làm gì có đồ thật. Không có đồ thật sao có đồ giả. Không có ngày phép làm sao nghỉ phép chứ. Không có nghỉ phép làm sao cô Trân đi chơi. Nè, mày muốn nói cái gì đây? Ông không biết tôi nói gì phải không? Tôi cũng không biết tôi nói gì nữa. Tôi nói tóm lại, cô Mai nói với cô Luân, thằng Sang cũng nói mấy ông là bậy. Có làm lớn không? Đưa hộp sò giả mà nói tụi ta làm lớn á? Muốn chơi phải không? Lời tôi nói đương nhiên các ông không rõ, bởi vì ông nóng nảy. À, còn ông trọc đầu này khác nha. Ông bình tĩnh lắm đó, ông ta sẽ hiểu rõ lời nói đó. Tới đây. Nè, ông khác, ông thông minh lắm, lời nói tôi nhất định ông hiểu, phải vậy không? Nè, mặt của ông đã cho tôi biết ông đã hiểu rõ rồi. Nếu ông hiểu rõ thì ông nói cho những người kia hiểu nha. À, hiểu rõ rồi, ý của ông ta là kiếm chút cháo thôi. Nè, nói giá đi. Ê, lý lẽ là đơn giản như vậy đó. Ừ? Mọi người đừng đóng phim nữa nha. 10%. 10%, tức là 10 triệu. Tao không chịu. Ờ, à, lại nữa rồi. Nè, mày chịu đi. Không cho, không cho. Nè, được mà, 5 triệu thôi. Ê, 5 triệu hả? Ê, nghe đại ca một lần có được không? Chúng ta làm phiền ông Đàm lâu như vậy, trả giá như vậy phải rồi. Tao nói không cho là không cho thật đó. Nghe tôi đi, hứa với nó đi mà. Không được. Không sao thật ở chỗ này nè. Các người gây xong rồi hãy tới tìm tôi nha. Nè 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 nè, tao cho. Dứt khoát. Ờ, các người có hai người, tôi trao cho ai bây giờ hả? À, đưa tôi. Bác đầu trọc này dễ thương hơn, tôi đưa cho bác nha. Anh được, đưa đây. Đại ca, anh không coi tôi ra cái gì. Được rồi, đưa cho nó đi, chúng tôi sẽ chia nhau. Ê, lỡ tay rồi. Được rồi. Trong túi. Cũng là cái túi đó. Tính ra bây giờ cũng là tại anh nè. Cái gì cũng tiên lễ hậu sinh, suy nghĩ kỹ rồi làm, không chịu nghe tôi gì hết. Tôi đã nói cho anh biết rồi mà, cái mạng đó không có được nữa. Gặp tôi á, tiền trảm hậu tấu. Giết chết nó làm sao lấy tiền đây? Tối ngày cứ chém chém giết giết. Nóng nảy như vậy cũng vô dụng rồi. Cái gì mà nóng nảy? Chúng ta đã bị người ta cho chúng ta mất mặt hết rồi. Như vậy thì hãy lo tìm cách đi. Tìm cách gì bây giờ đây này hả? Nghĩ ra cách đi. Thì đã nói với mày rồi mà, hãy dùng đầu óc một chút đi. Dùng đầu óc cái nỗi gì? Làm sao tôi gặp nó, chém hai chân trước rồi tính sao? Ê, mất cầm nói với mày. Mẹ kiếp. Ê, tụi bay nói xong chưa vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Cái gì? Kiếm chuyện hả? Cho mày chết. Ê, à, tôi không chia cho mấy người đâu, tôi đi trước nha. Ê, đại ca của các người đang chia chác ở trong kia, các người đừng có quấy rầy nha. Phải rồi, cửa ra chỗ nào vậy hả? Ở chánh đó. À, cảm ơn. Đi cầu thang sướng hơn. Đứng lại. Nghe được cháy. Tụi bay bắt nó về đây cho ta. Dậy lên, đừng lại Tuần Phong Cước quay 360 độ. Mở cửa cho tụi bay biết tay. Nè, Đi lên.
Thấy không hả? Thấy không? Hả? Đi kiếm đi. Báo đi. Đi đi, tỉnh nha. Nhanh đi. Đi đi. Không biết rồi. Đi, đi qua đây nè. Anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi. Đi mất tiêu rồi. Ê, sao nói chuyện này ca được đây? À, không biết sao nữa. Ây da, gặp con chó điên này nữa. Ê, tôi là cảnh sát đây. Bắt nó đi. Ê, có người giả gái đó. Bắt nó đi. Bắt đi. Ê, đây. Ê, giả gái kìa. Giả cái gì tao không đánh chơi mày đâu. Ê, ra đi. Ê, ra đây, qua đây mà con này. Ê, giả gái đi. Ê, ra đây nè. Làm gì đây? Ừ, trông đẹp trai như vậy rồi tại sao cũng làm bất tình hình nghệ sĩ? Nó kỳ cục quá đi. Bà tôi thi rồi nhưng mà bị rớt. Cười cái búa. Ê, chết mày nè. Cho mày chết luôn. Ê, lần này tao bắt được mất ngang quá đi. Ê, đi đâu đó cô ơi? Ê, xuống đây đi. Tài xế chạy đi. Lần này có đã hay là không? Nè, có muốn chụp hình hay không hả? Bây giờ còn muốn giả gái hay không nữa? Thì bị con nhỏ kia nó chơi sáng chán rồi. Này ông bạn à, tại sao ông chịu lên tiếng vậy hả? Bạn bè với nhau nói sao là tôi không khuyên hả? Giả đàn bà gì vậy? Ê, này, đừng có chạy chứ. Đâu tôi dám cùng người đàn bà 4-5 tiếng làm vợ bà ta rồi làm việc quên nó trên rồi. Simon à, mày thật là xui xẻo. Làm sao ông nói với người ta đây hả? Làm sao ông nói với mình đây? Đợi chút nữa thằng Râu trở về nhất định nó sẽ quê mày cho tới chết. Từ này còn mặt mũi này làm người nữa đây chứ hả? Chỉ có nước độn thổ cho mà chết thôi à, bí quyết làm sao đây hả? Đánh cho mày chết nè. Phan Kim Liên nè, độc chiêu nè, Chung Vô Diệm nè, người đàn bà nói láo nè, người đàn bà nói láo, người đàn bà ấy da, ấy da. Ráng chịu đau một chút. Người đàn bà nói láo kia, người đàn bà nói láo kia, ra đây mau, ra đây mau. Đàm Simon này thiệt là ngu hết chỗ nói. Nếu biết cô ta nói láo tại sao cô ấy còn đây làm gì nữa chứ hả? Không được, phải thử một phen. À, xin lỗi nha. Câu nói tôi rút lại. Sao lại giận dữ vậy? Chuyện hồi nãy phiền phức lắm hả? Hay là chúng ta ăn cơm rồi tính sau nha? Uống tô canh cho mát bụng đi. Sâm qua kỳ tìm với gà đó. Em không biết nấu cơm. Nếu nó không ngon thì anh đừng có giận nha. Đàn bà như miệng rắn độc, như cây kim của loài ong. Anh đọc thơ hả? Cả hai đều không có độc. Độc nhất là lòng đàn bà đó. Làm cái gì vậy hả? Tại sao lại cho người ta sát dán? Nấu bữa cơm cho ăn muốn gạt trái tim tôi ra sao? Đừng có chim bao nữa. Đừng tưởng rằng mình đẹp gái là được rồi. Tướng tự tâm sanh. Bây giờ cô biết cô xấu tới cỡ nào hay không? Em đâu có gạt anh đâu. Còn nói không gạt nữa. Tại sao hậu soạn lại trở thành hậu soạn giả? Không lẽ mình anh đổi hay sao? Chính tay của anh coi mà. Sao biến thành giả được? Chắc là em lại giở trò gì đó. Chính tay của anh coi qua đó mà. Đâu có. Tại sao anh lại nghi quan cho em? Em mới về đây có mấy ngày thôi, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trong lòng của em rối loạn lắm. Em đâu có biết chồng của em là người xấu như vậy. Em đã trả hồ sơ hết lại cho anh rồi. Anh còn nghi quan cho em. Em Simon là Simon, đừng tin cô ta nha. Cô ta gian ác lắm. Hồ sơ cô ta tôi coi kỹ rồi. Làm sao? Cuộc sống 7 năm qua cô ấy tôi nghiên cứu rất kỹ. Ồ, nhưng mà hoàn toàn trống không. Hả? À, như vậy nghĩa là gì? Anh hỏi tôi làm gì? Cô ấy kìa. Cái gì? Các người điều tra tôi. Tôi có thành tâm thành ý mời các người, tin tưởng các người. Thì ra từ trước tới giờ các người không tin tôi. Bây giờ không bằng không cớ mà các người còn nghi quan cho tôi nữa. Làm sao mới tin tôi được đây? Có cần dùng máy nói sự thật không? Được. Được lắm. Châu à, đừng có lãng phí thời gian nữa. Thuốc nói sự thật nè. Được. Cho cô uống thuốc này. Cô sẽ nói tất cả sự thật cho chúng tôi nghe. Đã uống rồi đó. 1, 2,
1, 2, 3, 4. Hỏi đi. Cô sinh năm nào? 1965. Loại máu gì vậy? B. Thành hôn chưa? Có rồi. 7 năm qua cô làm gì? 1986 tốt nghiệp đại học ở trường California. 1987 thành hôn. Thành hôn xong thì về làm nội trợ. Đủ rồi, đủ rồi. Quần lót màu gì? Ra ngoài. Màu vàng. Có phải cô đánh trá hột xoàn? Không có. Cô gạt tôi không? Không có. Có thương tôi không? Có chứ. Thiệt vậy hả? Thiệt mà. Tôi ghét nhất là đàn bà lừa gạt tình cảm. Có làm cái gì cũng được mà đừng hung hít người ta nha. Miệng là nơi chứa vi trùng nhiều lắm, vi trùng vào thân thể, bị bệnh sida một cái là kêu trời kêu đất cũng không có kịp nữa. Hola, alo. Các người trao tiền ra đây, nếu không tôi sẽ giết, giết. Đừng tưởng các người thông minh, bác đại trương dương tứ đại kim cương của tôi, nếu mà xúc động là chém các người ra làm 8 miếng đó. Ba cái thằng trời đánh thánh đầm giống như tụi bay. Tụi bay đã qua mặt của tao, đàm xi mình tao sẽ ngủ mã phần thầy mày. Hẹn đầu trọc à, bình tĩnh một xíu đi. Chuyện gì tôi cũng phải dùng đầu óc chứ, chém giết là vô dụng mà thôi. Bây giờ nóng nảy như vậy giải quyết được vấn đề gì? Nè, thôi thì để anh kiếm đại ca bỏ tiền ra nghe. Nè, lúc này mà mày còn giỡn với tao hả? Cái gì? Như vậy tôi nói sai là sao? Đã không chém anh, bây giờ anh muốn sao cũng được hả? Nè, hôm nay không phải kêu mày đến đây gây gỗ, tao chỉ muốn mày kiếm cách lấy tiền lại cho tao thôi. Có cách gì lấy tiền chứ? Lập tức về bên kia kiếm mấy thằng chơi xem anh đàm đó. Dù cho con mẹ kia nó có cánh nó cũng không bay được đâu. Các người nghe rõ chưa? Điện thoại đi. Nè, các người có nghe tôi nói hay không hả? Không nghe gì hết. Tụi bay đó có nghe điện thoại hay không? Mua bỏ trốn hả? Em làm cửa sổ thôi. Son phấn của cô sao dày quá vậy? Nói láo nhiều như vậy mà cũng không đỏ nữa. Tại vì anh hỏi cho nên em mới trả lời chứ bộ. Không thèm nói chuyện nữa. Nha. Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi trả tiền cho bọn nó. Vậy rõ ràng là muốn giật tiền của em. Ê đừng có đi nhân em nói nè. Khỏi cần, cô phải biết tiền quan trọng nhất nhưng không phải vạn năng đâu. Em biết. Tiền đâu có phải là vạn năng. Ha, câu nói tiếp theo là câu gì ha? Ha, em nhớ ra rồi. Không có tiền thì vạn vạn bất năng. Ừ. Wow, áo của anh đẹp quá ha, mắc lắm à. Ông à, đổ xăng hả? Xăng gì đây? Lấy đi. Làm ơn đổ đầy nha. Dạ. Chú à, dạo này xăng bao nhiêu một galon vậy? Có chị thì 7.50, không có chị thì 7.02. Sao mắc quá vậy? Người nào cũng đổ giá này thôi mà. Vậy thì phải. Xăng mắc như vậy, xe không có xăng thì lại không chạy. Không có tiền thì đừng nói là người không chết, xe còn chết luôn nữa à. Anh nói đi, tiền có quan trọng hay không? Anh nói là em tham tiền cũng được, mánh mùng cũng được,
Tóm lại là phải có tiền, còn phải là do tiền của mình kiếm được nữa. Em không biết anh nghĩ như thế nào, có tiền ai mà không ham. Nếu không hả, ra mấy chỗ bán vé số còn nhiều hơn là đi tìm gạo nữa. Anh thấy không có tiền khổ ghê chưa, trời nóng nực lại còn phải đi xe bus nữa. Ây da, anh coi kìa, xếp hàng dài tới nhức đầu luôn hả. Ây da, nè, thiệt là tội nghiệp quá à. Ây da, thiệt là tội quá à. Công tiền hả, nói cái gì mà an định phồn vinh. Mở phi trường và mở khu nhà sang trọng Trung Quốc và nước Anh cãi tới đỏ mặt tía tai, cuối cùng cũng trở mặt vì tiền. Ôi, lại là tiền. Tiền đường hầm nè. Cái gì thì cũng cần tiền hết đó mà. Gorbachev của Liên Xô giờ dét đủ nơi cũng vì tiền, cuối cùng cũng hạ đại rồi. Nè, có tiền đủ chưa hả? Có tiền cả ngày rồi sao nói nhảy quá vậy hả? Tiền. Có tiền thì được mua tiền. Mua tiền cũng được bằng tiền. Tiền. Làm sao nghĩ cách kiếm tiền? Tiền. À phải rồi. Tối hôm qua sau khi em quyết định trao tiền ra thì em ngủ thiệt là ngon lắm. Lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Tiền là cơn ác mộng của cô, đương nhiên không có là ngủ khỏe đó mà. Bọn không thích tiền sao? Không phải không thích, chỉ thích xài thôi. Tiền không phải là để dành thích, mà là để dành xài đó. Ồ. Uầy, có phải là BD không? Hả, nó sao đó? Trời kìa. Đụng xe rồi kìa. Hay là đừng đi nha. Hả? Nhanh lên đi, ngân hàng sắp đóng cửa rồi. Vậy càng tốt, khỏi đi nữa, em đi hết nổi rồi. Tại sao lại không đi chứ, đụng xe chứ phải đi, có làm nữ hay không vậy hả? Chân em đau quá nè. Đừng có giở trò nữa, đi không nổi cũng phải đi đó. Đi mau đi. Không phải là giả đò đâu, đi không được thiệt mà. Cố gắng đi. Em đâu có gạt anh đâu, đi không nổi làm sao mà đi. Người ta đuổi tới nơi mà còn không chịu chạy nữa. Đau quá nè. Đi mau lên đi. Đi. Lấy xong rồi có cầm quay lại không? Khỏi cần, đi. Chạy đi dừng xe lại đi. Chạy lên. Có sao không vậy? Có đau hay không? Không sao. Bắt đó đi. Nè, chạy mau đi. Đằng kia kìa, chạy hết nổi rồi.
Không có nghĩ được đâu, chạy mau đi, tới rồi kìa, chạy đi. Chạy. Bao lên, nhanh lên, nhanh lên. Bao lên, nhanh lên, nhanh lên. Bao lên, nhanh lên, nhanh lên. Chạy lên, chạy lên. Bắt nó, bắt nó, chạy đi. Bắt nó, chạy đi, chạy đi. Em chạy hết nổi rồi, anh chạy trước đi. Em tưởng anh là người thế giới cùng cứu sao? Anh không phải là hạng người như vậy đâu. Bệnh xuyến của em lại tái phát rồi. Anh cầm một hộp sò này đi trước đi. Không được đâu, chạy mau đi. Em chạy hết nổi rồi, đừng kéo em nữa. Đi. Để em cõng em đi. Em hãy núp đỡ đây nha, đừng có đi bậy bạ nha. Nhớ nha, đừng có đi bậy bạ đó. Ôi này này, giường của tôi, mà đi chỗ khác đi. Đi đi, đi chỗ khác đi bà. Đi 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 đi. Chủ à, đây là tiền mướn phòng của ông. Ông cho mướn xài đỡ một chút xíu nha. Ôi hồi quá à. Ê, tôi ở đây nè, mấy người hãy đuổi theo tôi đi. Đuổi theo nó kìa. Chạy nha. Đuổi theo nó. Đứng lại nha, đứng lại. Nó kìa, đứng lại. Chạy nép đó đi. Ê, đừng có bắt bậy nha. Tôi đây là vua của em, là hoàng hậu đó mà. Đừng đi nha, ở đây ngủ đi. Cho mày làm chim bao nè. Thì là tức quá đi mà. Đi đâu không thấy vậy? Đi đâu không thấy vậy? Ở bên kia. Ở đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Đuổi theo. Này chú à. Ê chú à, cô gái kia đâu rồi hả? Ôi, bỏ đi nè. Thoát nạn rồi đó. Nhi mau lên xe đi. Phải đó. Bà có sao không vậy hả? Xin lỗi nha. Xin lỗi bà nha. Đứng yên. Hậu soạn đâu? Đời tôi ghét nhất là bị người ta uy hiếp. Đi trước đi. Nó trong tay tao, hãy đưa hậu soạn ra đây. Đưa đây mau. Ê, không được đi nha. Mày đi tao giết nó ngay. Nhanh lên. Hãy đưa sò đây. Ê, giật thì giật coi, giật cái gần cổ của tôi nha. Ông thả người ra trước đi. Đạn trai. Cô lại dùng đạn chạy để gã tôi nữa. Đứng yên, xe đi. Đứng yên. Cởi áo bỏ súng. Thiệt hết đói nổi. Nó là thằng mù đó, đừng sợ nó. Đỡ tôi. Trời, bắn gì ghê quá vậy? Đứng yên đi, đứng yên đi, đứng lại. Đứng yên đi. Vậy mà nói bệnh suyễn, chạy còn nhanh hơn võ sĩ Điền Kinh nữa. Nếu như anh không kịp thở thì từ từ rồi mới nói. Anh bực thiệt đó. Gạt hết lần này tới lần khác, muốn gạt anh tới bao giờ đây hả? Đâu có gạt anh đâu, chỉ gạt mấy người xấu thôi.
Nè 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 bà có kiềm chỉ không tôi mai miệng cô ta lại. Không nha. Lời nói của em đều là sự thật, em đâu có gạt anh đâu. Còn nói nữa hả? Tán vợ. Ôi đàn ông gì dữ quá vậy. Không ra. Thằng thanh niên dùng miệng chứ đừng dùng tài, vợ chồng đừng có gây gổ mất cảm tình. Cô ta đâu phải là vợ tôi đâu chứ. Nhưng mà tôi ở chung với ảnh. Tôi có ở chung với cô bao giờ đâu. Phải sao? Em nói bậy không à? Khùng điên quá, đi đi. Đi. Chúng ta không cho nhà người ăn hiếp gái nhà lành đâu. Tôi. Được, vậy cô nói đi. Cái gì nói đi. Không nói chứ. Tôi lấy tiền của người ta đó. Thấy chưa? Nhưng mà tôi điện cấp tiền của mấy tay anh chị. Phải rồi. Tôi định là lấy đi làm việc thiện. Cái gì? Nhưng mà anh buộc tôi phải trao lại cho người xấu. Ông nói coi ai đúng đây. Sao kỳ vậy? Cô đúng, nó không đúng. Tôi không đúng. Hãy, Phật cũng có mắt để coi mà. Hòa thượng này điên rồi. Xe mình, lên xe. Cô giỏi lắm. Nè, để theo tôi đi. Vậy? Sao hổ người ta không ạ? Lên xe đi. Thôi lên đây. Đi. Tài xế chạy đi. Cảm ơn các vị đã ủng hộ cho tôi. Chị giết tại tôi. Ây da. Hai người chửi đã rồi chưa? Chưa đã. Nhưng bây giờ không muốn chửi nữa. Cho tôi đi tắm rồi mới tính sao đi. Không được. Ê, lần này anh không đúng đó. Mình cô ấy bây giờ hôi thối lắm. Làm sao mà hung được chứ. Đi tắm đi. Khoan đã. Anh Châu, vào trong khám xét đi. Tôi xét cho kỹ mới được. Con nhỏ nó láo dữ lắm. Ở đây không có. Cửa sổ thì khóa lại. Ê, Nguyên rồi. Chuyện gì? Hai cậu bị nghẹt. Đi. Chỉ có tôi là tốt với anh thôi. Điều đó tôi không cảm thấy. Đi tắm trước đi. Tắm chung nha. Một đống xì gà với cái đồng hồ. Simon à, chết rồi. Chuyện gì vậy hả? Ra ngoài. Simon à. Im lặng đi. Ra ngoài. Không phải đâu. Đã biểu im ra ngoài mà. Ra đi. Không nói không được. Để người ta làm việc xong rồi nói có được không hả? Nè, tôi đã căn dặn rồi, khi làm việc đừng có nói này nói nọ. Chỉ có một trái lựu đạn định giờ làm những cái gì phải sợ chứ hả? Chuyện gì? Tính nói cho anh biết là còn trái bom nó chưa gỡ. Còn bao lâu nữa? Còn có phút nữa thôi. Một phút hả? Ý chạy mau đi. Cổ còn ở trong cái chừng lựu đạn mê đó nha. Hộp xoàn để ở đâu? Ông là ai vậy? Hộp xoàn ở đâu? Tôi cũng muốn biết hộp xoàn để ở đâu. Còn ngàn bướng hả? Wasabi. Không ăn. Tôi. Hãy dùng cái này đi. Cảm
cảm ơn nha. Đứng yên, cảnh sát Hồng Kông đây, tôi thưa tới công cảnh sát đó. Nói mau, hộp xoàn để ở đâu? Cô không nói sẽ giống như là nó đó. Hả? Răng giả? Ừ. Răng giả? Đồ ngu. Ừ. Răng của nhà ngươi là răng giả hả? Để ta coi mắt nhà ngươi có phải là mắt giả hay không. Lấy mạng mày. Đằng kia. Đừng có cầm chân tôi nha. Cho mày chết nè. Tôi đã nói rồi mà. Cái ngày hôm nay cho mày chết luôn. Hãy xem nè, Yvonne vẫn gạt chúng ta, vẫn qua mặt chúng ta. Anh nói đúng lắm, tôi không có lời gì để nói. Anh nói gì chưa đúng đâu.
cô ta lợi dụng anh để bảo vệ kim cương này. Nhưng mà cuối cùng được rồi á, cũng trao lại cho anh thôi mà. Bảy năm, ba năm, sáu năm, bốn năm, ít ra cũng năm năm. Nè, tóm là chỉ là quản hình thôi, Yvonne đâu cần ở tù chứ, làm gì dữ vậy? Bạn bè với nhau năm năm đi, nhưng tôi có vấn đề muốn hỏi. Hỏi cái gì? Lần này có cho tôi không? Không có. Được, quả nhiên là bị cái đầu óc không ngoan lên lợi, đoán việc như là thần vậy. Tôi đoán trúng rồi, anh không dám chơi tôi đâu. Sự thật, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Hỏi đi. Cái vụ án này đây, anh tính gác nổi không? Người nào là cảnh sát Michael Lâm? Chính tôi đây. Tôi ở tổ điều tra tội ác thương nghiệp. Tôi là sĩ quan Lý Kiến Quốc. Ông chỉ có 2 sao thôi, ít hơn tôi 1 sao đó. Còn không xin lỗi hả? Sorry sir. Còn mày đó, mày khờ khảo, có phải là 1 sao không? 1 hột thôi. Một của dương miệng bằng vàng thật là nhỏ xíu à. Good, sorry sir. Không phải, morning sir, good morning sir. Coi mặt của mày, cứ khinh thường người ta. Dòm xuống một chút đi. Mục đích của tao tới đây hôm nay là muốn ông trao tất cả hồ sơ ông đang nắm trong tay thật là rõ ràng, trao hết lại cho tôi. Những người làm cảnh sát chúng ta khỏi cần mặc cả với những người trong giang hồ. Nếu như không, tôi sẽ dùng chức vụ của tôi lột lon ông xuống đó. Hình như không có cấp bậc này. Phải rồi, sa thải luôn. Cấp trên của tôi cũng là cảnh sát trưởng, ông phải hỏi ông ấy đó. Khỏi cần phải hỏi, Michael, hãy trả hết hồ sơ cho ông. Làm vậy là bất công lắm. Vụ án này tôi đã theo 3 năm 8 tháng rồi, tại sao là trong cách dễ dàng vậy? Ê, ông không có biết đâu, người ta là cảnh sát minh tình, cấp trên kêu cố tình đào tạo ra lên chức như là ngồi trực thăng, tôi cũng đành chịu thôi à. Ráng chịu đựng đi nha. Minh tình gì đây? Tao quen mặt mày mà. Đàm Sĩ Mình, người trọng tài nổi tiếng trong giới giang hồ, chuyên viên đàm phán, luật sư lưu minh. Thời đại thay đổi rồi, pháp luật phải có bằng cớ mới được. Đối với những người phá rối trật tự, coi trời bằng dung cũng là như các người, quá lộng hành, không có công lý, không có lý lẽ. Nói cho ông biết nha, đừng có mơ tưởng. Nếu ông muốn bảo vệ người đàn bà kia nữa, tôi sẽ bảo vệ luật pháp, bắt ông ở tù đó. Những lời nói mạnh bạo như vậy, một mình ông nghĩ ra hay là ai giúp giùm vậy hả? Thứ nhất, ông đã học sai sách. Thứ hai, luật pháp không công bằng đâu. Thứ ba, ông phải dùng nước để súc miệng đi. Nói gì đây? Nói ông hôi miệng. Ông dung túng thuộc hả? Thưa ông, Hồng Kông là chỗ tự do ngôn luận nha. Đúng vậy, là chỗ tự do ngôn luận đó. Đàm Simon, tôi sẽ trả lại kim cương cho ông, nhưng ông phải thả Yvonne ra. Đừng có nóng, chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền. Nhận được tiền rồi chúng tôi sẽ thả ngài mà. Được rồi, 2 giờ ngày mai chúng ta gặp mặt ở Gia Liên Hoa. Simon, mày thiệt là ngu mà. Mày tưởng gọi điện thoại công cộng là tao đây không nghe được hay sao? Tôi cho mày biết nha, mày hết thời rồi, tôi cho mày chết. Nè, anh hết giận rồi hả? Ba tôi nói hay sao? Vụ này mà đổ bể con mẹ kia bị cảnh sát bắt được, nhất định là sẽ nói ra hết đó. Sau khi lấy được tiền, tôi sẽ giết chết bà ta. Con à, con đừng có sợ mà, đâu có gì phải khóc chứ. Con nít mà, đâu có gì sợ con. Chắc là cha mẹ của em bé thấy em bé xấu quá cho nên bỏ chỗ này. Đi con, thôi mình đi đi nghe. Hả? Đi. Vui quá chứ, ngang qua này nè đi. Được rồi, được rồi. Thiệt là vui ngang qua bên này đi hả? Đó đi.
Nè, đưa chị cái đi qua bên đây đi ha, đi mất thì giờ quá mà. Đi qua đây đi ha. Đúng rồi. Mục tiêu thứ nhất xuất hiện. Tiếp tục theo dõi. Mục tiêu thứ hai xuất hiện. 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 Đồng xe bình, tao coi lần này mày làm sao bay ra khỏi bàn tay của tao. Mày thoát không có được đâu. Các vị chú ý, thoát băng nha. Ở đây. Đừng nói tới chuyện không đồng đều nha. Mỗi người một cái. Hả? Bạch Phiến. Bạch Phiến. Đây là đồ thiệt. Các ông biết rồi mà. Làm ăn có lợi nhất là bán cái vụ này đó. Thôi băng. Đàm xe mình. Mẹ kiếp mày, tao thưa mày tội buôn bán bạch phiến cho mày biết tay tao. Cho mày biết tay tao. Còn một thùng trong xe nữa. Tao lấy đi. Máy nghe trộm Hồng Ngải Tuyến có thâu được hay không? Thâu rõ lắm nhưng mà. Yvonne đâu? Không sao chứ. Sao mà anh ngu quá vậy? Nếu không sợ đi đuổi em. Anh không có ngu như em. Cho dù ngu đi nữa cũng là tình người. Đàm xe mình. Lần này nhân chứng vật chứng rõ ràng rồi. Có báo cảnh sát không? Không. Nhưng hãy xem phía sau kìa. Đạp xe mình không thoát được đâu. Đạp xe mình, đừng có chạy, tất cả nằm xuống đi. Không được nổ súng giết người vô tội. Chạy đi, chạy đi. Đạp xe mình, đứng lại. Đừng có bàn nữa. Đại ca, chạy đi. Lâm xuống, lâm xuống đi. Đứng lại nha. Tao nhất định bắt được mày. Xe mình, lên xe. Mau lên, mau lên. Nhanh lên đi. Chạy đứng yên nha, đứng yên. Châu à, chạy đi, ok. Tại sao như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thằng kia, lại nhanh chút xíu đi. Đừng có nói nhiều. Nhanh lên, biết rồi mà. Bọn chúng đuổi theo đó. Nhanh lên đừng để cho nó chạy. Nhanh lên đi. Bị bắn nổ bên xe rồi. Không sao chạy được. Ôi
Mua một trúng hai. Còn cái gì chứ, chạy mau đi. Đừng. Tôi có hai người rồi. Nguy rồi, hai người chạy đi, tôi yểm trợ cho. Đi. Đuổi theo. Chào tôi ơi. Cũng may là tôi chiếm chạy được kia từ nhỏ. Tôi cũng vậy. Vậy à? Mấy người chạy đâu rồi á? Đừng sốc kỹ đi. Mặc kệ nó, bắn đi mở đường. Chạy. Mẹ mày. Ây da, hỏi cho bắn làm sao. Ngay đích tôi mà bắn à. Ây da, tôi bây giờ bé rồi, đau lắm. Chạy đi. Chạy mau. Đuổi theo. Ê, đừng có chạy lẹ quá. Ê, từ, chờ tôi với. Ây da, bị bắn cũng là tôi, bị té cũng là tôi nữa. Anh thì không phải là đàn ông mà. Thì phải rồi, tôi đâu có giống đàn ông chứ, tôi ghét đàn ông lắm. Đừng em mau lên. Đến tôi cổng anh. Mau lên. Sao mà tụi nó theo mình hoài vậy? Nhanh lên chút đi. Ây da, nổ trúng đích tôi kìa. Bao lên, ây da, chạy bao lên. Ây da, bao lên đi. Bao lên. Vậy mà nó không phải đàn ông. Sao đụng tới đó lại đau vậy chứ? Đụng chỗ này đàn bà cũng đau mà. Ây da. Chạy mau. Không sao chứ? Anh đúng là một người đàn ông. Ừ. Không những là đàn ông mà đường đường còn là một nam tử hán nữa. Ừ. Tôi là đàn ông. Tôi là đàn ông. Nói tôi biết, có phải tôi là đàn ông hay không? Đừng có nói nhiều như đàn bà. Tôi ghét nhất người ta gọi tôi là đàn bà. Cho tụi mày biết tay. Đàn không chuyển thể đi. Chân xung tâm bạch cốt. Bạch cốt trưởng. Bắt đầu ngày hôm nay, tôi là một người đàn ông đầu đôi trời, chân đạp đất. Nè, anh cho tôi biết đi, ở đâu vậy hả? Phải rồi, ở đâu? Ở đây nè. Cứu tôi với. Tao bắt con thằng xe mình, tao sẽ bẻ cổ nó, đập gãy chân nó, đập bể đầu nó. Chạy mau lên đi, chạy mau đi. Cảm ơn nha. Khỏi cần cái sáo, xong hết rồi. Ừ.
Tới rồi, tới rồi. Lên, 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 lên xe, lên, lên xe, lên, lên xe. Xong hết rồi. Đợi tôi với. Cứu tôi. Qua mặt. Đợi chút đi. Đợi lại trước. Xong hết rồi. Xong rồi. Đàm Sê Minh, mày chơi đã chưa? Muốn chơi thêm một lần nữa. Đừng nói nhiều, bắt nó. Dạ. Dạ. Nhanh lên. Khoan đã. Được rồi. Bắt đi. Xin lỗi nha. Hãy ra mau đi. Rõ ràng bằng có rõ ràng rồi. Lần này nhất định là tao sẽ được lên chức mà. Cái vụ này ăn thua gì tới mày hả? Vậy ăn thua gì tới ông chứ? Ông tù tổ điều tra tội lỗi thương nghiệp, còn hai người này là mua bán bạch phiến mà. Hai người này trọng phạm sử dụng tiền mua lậu. Hả? Michael, chỉ có thấy bạch phiến chứ không có thấy tiền buôn lậu. Tôi đã có một người đàn bà làm nhân chứng. Nhưng người đàn bà đã mất tích rồi. Cười gì? Đàm Simon, lúc các người giao dịch tôi đã chụp tất cả các hình rồi, còn băng ghi âm nữa. Tôi có đủ mọi thứ. Chuẩn bị đưa đích đi. Đi ngồi tù nha. Ngày nào tôi cũng tắm ở nhà. Nhưng nghe nói ông chỉ chụp được mấy trái banh chứ không có chụp được tôi đâu. Vậy sao? Sếp à, không biết giờ phút quan trọng người nào lấy trái banh che ống kính của mình lại đó. Đồ ngu. Ơi, đúng vậy. Tôi đây chứ ai. Không có sao đâu. Tôi còn băng ghi âm mà. Chỉ cần cái đó thôi cũng đủ đưa mày đi tù rồi. Ờ. Chết rồi. Mở ra cho nghe được không hả? Đàm Simon, tao xem mày làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của tao. Tao cho mày biết tay. Đàm Simon, tao đục mẹ mày. Tao đục đứt mày. Tao đục miệng mày. Mày làm gì vậy hả? Mau tắt đi, mau đi. Trời. Những câu ăn nói tục tiểu như vậy mà có thể cho người ta nghe. Nè, đừng có quăng bỏ nha. Tôi cho ông biết, tôi sẽ mang nó ra để làm cung từ trong tòa án. Đừng có sợ, nó chơi thôi. Mày ngon lắm mà. Hãy đứng yên đi. Nếu không nói một tiếng sorry, tôi thua đó. Hả? Nếu không nói sorry, ngay cả người mình cũng không bên nữa. Phải. Sorry. Vậy mới ngoan chứ. Saman à, hãy chạy đi. Tôi có hẹn với bọn ký giả đó. Có thể cho chúng tôi biết quá trình vụ án thì như thế nào hay không hả? Cho tôi biết quá trình phá án của vụ này là như thế nào đây hả? Câu chuyện là như vậy nè. Ê, xong rồi. Có đẹp không? Coi, đẹp lắm. Thằng Joe cuối cùng trở thành đàn ông rồi. Ở trên đời này không có chuyện gì không thể xảy ra. Cho dù nói láo cũng có thể sửa được mà. Tôi tới một chút xíu đi. Có quyền góp tiền bạc gì những lão phải để dành đồng bạc đi mà cạo gió chứ. Đừng có nói như vậy chứ. Anh có một món quà nhỏ muốn tặng cho em nè. Cảm ơn. Coi kìa, tới giờ lên máy bay rồi. Đừng giận nữa. Nhớ nha, từ đây đừng nói láo nữa nha. Bye bye. Tiếc quá. Không được sao. Có một điều này em chưa bao giờ gặp anh. Em nói gì? Em thiệt thương anh lắm. Cái gì? Em thương.
bye đi. Bye bye.